chuyển sang quay giá chín luôn, chứ không làm kiểu kia lâu ra video quá. Anh em đi tham quan xưởng sản xuất, anh em đi vòng coi chơi nha.
coi công đoạn làm nguội. Ở dưới quê có làm hàng sơn màu này không bác? Gỗ. Sơn gỗ rồi đúng không? Làm gỗ nhiều hơn. Dạ. Yeah. Sơn màu này cực hơn đúng không? Cái này nó ở dưới đâu có làm. Không. Gỗ nó có làm bên dạng chưa làm đồ đầu xi men á. Xi men hả? Xi men là gì ta? Xi men là làm tấm đồ này nè. À. Ở quê nó chưa đầu xi men. Sơn men hả? Sơn men hả? Mình sẽ quay quá trình anh em làm cho anh em tham khảo cách làm như vậy cho tiện anh em chào anh em nha.